Nếu mày vẫn còn tính người thì mày phải biết thân phận của mày. Tao nói cho mày biết, mày phải rời khỏi nhà này ngay. Đã không biết ơn tao nuôi dưỡng mày bao lâu nay, còn lớn lối với tao hả? Ông đang tức giận vì đã nuôi tôi bao lâu nay sao? Ông có tức có hận cỡ nào thì cũng không bằng tôi đâu. Tôi phải sống chung nhà và gọi kẻ thù giết cha mình, hại gia đình mình lâm vào cảnh bi đát, làm cha bao nhiêu năm nay. Ông có biết nỗi đau đó lớn như thế nào hay không? Vậy thì ngay bây giờ hãy cút ra khỏi nhà ngay cho tao. Về đoàn tụ với gia đình rách nát của mày, mày phải đi ngay ngày hôm nay. Mà không, mày phải đi ngay bây giờ. Đồ khốn! Người cút ra khỏi nhà này chính là ông chứ không phải là nó. Ngày nào mà tôi còn sống thì ông đừng hòng đuổi nó ra khỏi nhà này. Ông nghe rõ chưa? Bà bị điên rồi hả? Bà biết nó là ai, tại sao bà lại binh vực nó? Bà còn giữ nó lại đi. Lẽ ra là bà phải đưa thằng con ruột của mình về nhà thay cho nó chứ. Thằng Trọng Nghĩa, nó mới chính là con ruột của bà. Nó là cháu ngoại của họ Trịnh. Nó mới là đứa được thừa hưởng cái gia sản này. Ông im đi. Ông tưởng bây giờ ông nói bất cứ điều gì tôi cũng dân dân dạ dạ như lúc trước hay sao? Tôi nói cho ông biết, từ lâu tôi đã không muốn ai gọi tôi bằng hai tiếng bà Tô nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó. Và ông không đủ tư cách sống trong căn nhà này, và càng không có đủ tư cách đuổi thằng Tô Châu ra khỏi căn nhà này.